xác định công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thời gian qua, ngoài những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Hưng Yên đã huy động nhiều tấm lòng hảo tâm, triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cựu chiến binh Nguyễn Phúc Hưng, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ không chỉ thành công trên thương trường, cựu chiến binh Nguyễn Phúc Hưng còn có tấm lòng nhân ái. Hàng năm, cựu chiến binh đều trích lương, lợi nhuận của công ty, vận động người lao động cùng tham gia làm công tác từ thiện. Để tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước, cựu chiến binh vừa nhận bảo trợ 5 năm cho hai người con của gia đình chính sách ở xã Trung Dũng với số tiền 500.000 đồng một tháng. Chúng tôi rất cảm động vì các nhà tài trợ đã nghĩ đến cái hoàn cảnh của chúng tôi, là đã lên tài trợ cho các cháu và giúp đỡ gia đình này, là tôi rất hân hạnh. Tinh thần đồng chí đồng đội của chúng tôi là trỗi dậy và chúng tôi muốn giúp họ. Tất nhiên là những cái món quà của tôi nó không lớn về vật chất, nhưng nó đầy ắp những tình yêu thương giữa người lính với người lính. Xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái, vừa qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu huy động trên 110 triệu đồng để sửa chữa nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ Nguyễn Đăng Báy là bà Nguyễn Thị Vượng, 98 tuổi ở thị trấn Khoái Châu. Ngoài nhà trường, cũng trong dịp này, các ban ngành đoàn thể huyện còn tặng rất nhiều những phần quà có giá trị cho gia đình thân nhân liệt sĩ. Gian nhà chúng tôi bây giờ cũng được khang trang, sạch sẽ và sạch đẹp. Cũng thấy như vậy có cái động lực để như vậy tôi phát triển kinh tế và cũng chăm sóc được mẹ tôi được tốt hơn. Tôi cũng hay thường xuyên có cái chương trình tặng quà đền ơn đáp nghĩa. Và đặc biệt năm nay thì tôi cũng chung tay chung sức, có một chút tấm lòng cùng với trường Trung học Nguyễn Thiện Thuật, có một chút quà nhỏ nhỏ để hiện cái tấm lòng đền ơn đáp nghĩa. Mỗi năm khi tháng 7 về, cả nước lại hướng về các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh, các gia đình chính sách để tri ân, tưởng nhớ tới những con người không tiếc máu xương đã ngã xuống hy sinh cả tuổi thanh xuân vì sự bình yên của đất nước. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên cùng tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã trao quà và tiền 35 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công của tỉnh, ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên 327 triệu đồng. Việc tri ân đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công là một trách nhiệm xã hội, cụ thể là đối với mỗi cán bộ công nhân viên của công ty xăng dầu Hưng Yên phải có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ phải thường xuyên giáo dục cho các thế hệ người lao động phải biết được cái truyền thống quý báu này. Với trách nhiệm lớn lao và tình nghĩa sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân sẽ nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, đảm bảo không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi.